Chào anh em thợ máy và các bạn. Trước màn hình là con xe Ablade này, mà hồi sáng tôi đã quay clip ngắn cho các bạn rồi các bạn nhé. Thì hồi sáng tôi có quay cái clip ngắn là chiếc xe này nó đang đi thì cảm giác như là tự phanh và tự dừng luôn, tự dừng hẳn luôn nha các bạn, nhưng mà bánh sau không quay được nữa. Sau khi chúng tôi chở chiếc xe này đến đây thì chúng tôi tháo ra kiểm tra toàn bộ bên côn là đầu tiên các bạn nhé, để xem côn nó có bị mắc dây cô loa, đứt dây cô loa không. Nhưng không có, là dây cô loa cũng không bị đứt, bởi vì hồi trước tôi cũng giải quyết một chiếc là đang đi tự dừng, dây cô loa nó mắc vào côn là bánh không quay được, không đi được. Nhưng con xe này thì chúng tôi tháo ra tự chúng tôi kiểm tra côn này, kiểm tra côn văng, chuông côn. Chúng tôi kiểm tra từ sáng là không thấy nó bị làm sao ở bên này các bạn nhé. Và kết luận là cái khu vực bên côn này nó vẫn ok. Và đến cái dây loa này chúng tôi kiểm tra thì thấy nó bị ghẻ, bị lứt nhá. Đây, dây loa là nó bị lứt như thế này rồi, tất cả là bị lứt hết này rồi. Là cái dây này là hết hạn sử dụng, yêu cầu là gia chủ xe thay cái dây loa này, nhưng mà người ta lại không có đây, chiều chốc nữa người ta mới ra cơ. Chúng tôi tháo ra, chúng tôi để đây để chốc nữa cho người ta xem, cho chủ xe xem các bạn nhé. Còn cái côn đây là côn văng này, côn văng chúng tôi kiểm tra bi viết bên trong này, bi viết bên trong này ok nhé. Cái phần bên côn nó ok, không liên quan các bạn nhé. Cái khu vực bên cái bánh sau này các bạn nhé, chúng tôi tháo ra thì chúng tôi thấy là cái khu vực nhôm bên trong này nó bị sần sùi, nó bị kim loại, nó cạo, nó cọ sát vào đây nha các bạn nhé. Nó cọ sát vào đây thì nó bào mòn hết cái mayơ bên trong này. Cái trục nó đang vuông tinh đẹp đẽ, bây giờ cái kim loại nó cào mòn hết rồi nhá. Nhưng mà rất may là chưa làm sao cả. Cái này sau chúng tôi sẽ ráp, đánh giấy ráp qua đi và vẫn sử dụng ok cái bánh này các bạn nhé. Thì đây là cái đôi má phanh sau của xe Ablade này, nó bị bào mòn đây các bạn nhìn này. Đây là nhôm này, nhôm nó bị bào mòn, nó mòn như thế này các bạn nhé. Đấy, nó bị bào mòn ra, nó mắc, có cái kim loại nó vỡ ra, nó văng ở đây, nó mắc đây không đi được. Đấy là cái vấn đề ở cái má phanh này nhé. Cái má phanh này á, bỏ luôn, thay má mới nha các bạn nha. Đấy, đây là về cái phần nó đơn giản nhất, tất cả mọi thứ phải kiểm tra sau khi tháo ra và trước khi lắp ráp các bạn nhé. Thì đây là cái phần bên bánh răng số nữa các bạn nhá. Nó có hai bánh răng thì tôi tháo ra rồi, lát nữa tôi chia sẻ đến phần đấy sau. Tôi tháo hai cái bánh răng ra tôi kiểm tra thì thấy răng dùng nó ok. Cái trục này tôi kiểm tra bi hết rồi, nó ok nhá. Đây là bộ số của xe ga nhá các bạn nhá. Các bạn kiểm tra bi này, 1, 2, 3 cái vòng bi này các bạn phải kiểm tra thật kỹ. Khi mà đã tháo ra như thế này rồi, kiểm tra thật kỹ, nếu nó hơi dơ phát là các bạn vam bi ra các bạn thay luôn. Nhưng tôi kiểm tra rồi thì là ok, không sao nhé các bạn nhé. Nhiều bạn hỏi tôi vừa rồi là xe ga, hộp số xe ga nó có số không. Tôi có số nhé các bạn nhé. Xe ga nó là số vô cấp CVT các bạn nhé, gọi là hộp số vô cấp. Ở đây không làm sao. Tiếp theo nữa là đến cái phần nó chứa cái bộ số này nhá. Tí nữa chúng tôi lắp vào sau thì hồi sáng chúng tôi tháo ra để kiểm tra thì thấy bi nó vỡ. Thì đây nó là cái trục mà chứa cái vòng bi bị vỡ. Trục gọi là trục lắp đi, tôi gọi là trục lắp đi cho dễ đi, trục số đi. Thì đây các bạn để ý cái vòng bi này. Cái vòng bi này là nó lắp vào đây nhá. Đây, vòng bi này nắp vào đây nhưng mà bị vỡ hết rồi, chúng tôi đóng mãi mới ra được nó như thế này.
và chúng tôi đã mua một vòng bi mới. Đây vòng bi đây. Vòng bi này nó vỡ ra, cái sắt mạt sắt nó bắn nó văng ra, nó bắn nó văng vào cái khu vực Meyer mà tôi vừa quay vừa lấy á. Nó bào mòn hết Meyer và má phanh. Đây cái miếng sắt vỡ của bi đây. Nhá. Nào bây giờ lấy búa mới ấy đóng đóng vòng bi này vào đi. Cái búa ở trong rổ xe bôi bôi mỡ vào hoa nhé. Thì cái con xe ga này hồi sáng chúng tôi có clip ngắn á, là nó bị vỡ bi ở cái trục nắp này. Đây. Chỉ cái trục cái có cái bánh răng to nhất như thế này. Là vòng bi nó ở đây này các bạn nhá. Vòng bi nó ở đây nhưng mà cái vòng bi nó bị vỡ, nó văng ra cái khu vực Meyer, khu vực bánh. Nó làm bào mòn hết Meyer. Đấy bây giờ đóng cái đóng đóng mặt nạ vào đây. Đây kê vào đây. Khoan bỏ tay ra. Kê vào dưới này. Thế. Đóng đều nhá. Đấy bây giờ chúng tôi đang xử lý cái xe mà hồi sáng nó bị vỡ bi kẹt không quay được bánh. Cứ đóng, đừng đóng vào nhôm nhá. Đóng đừng vào đây, vào đây là hỏng hết luôn. Tí nữa còn nắp vào bên kia nó doang kênh cạnh. Bây giờ lấy cái tay lối, cái tay lối cũ kìa. Đây là chúng tôi đang xử lý cái vụ mà vỡ bi trên con xe ga và led này các bạn nhé. Hôm nay nó chỉ bị vỡ bi thôi. Còn nó bị như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn khi mà tôi gặp các bạn. Thì đây chia sẻ thêm với các bạn là cái vòng bi 6205 đúng không nhỉ? Cái vòng này nó là vòng 6205 đúng rồi. Vòng này vòng 6205 các bạn nhé. Nó vỡ ra nó còn một cái vành này không. Cái cốt thì đây nó vỡ tan đây rồi. Là chúng tôi giải quyết được cái vành này ra rất là khó, không phải đơn giản đâu nhé các bạn nhé. Đóng được cái vành này ra không phải dễ đâu. Phải khò mãi mới ra được. Cái thời gian khò chúng tôi sẽ không quay clip bởi vì nó dài quá. Bây giờ lật cái này lên xem nào, xem nó đến kịch tầm chưa. Kịch tầm rồi chứ. Gõ thêm một vài cái nữa đi. Gõ đều, chuẩn cho đều đi. Các bạn chú ý này, đóng bi của cái dòng này nhá, hết sức là cẩn thận. Nó chỉ cần mẻ hoặc lứt cái là dầu láp nó rỉ ra rất là mất việc. À bây giờ lấy cái phớt đóng vào. Đây ở chỗ khu vực này nó có một cái phớt nhá. Chúng tôi thay luôn phớt mới cho gia chủ luôn, chủ xe luôn. Bởi vì chúng tôi cậy ra nó bị vênh bị méo rồi. Mà thay phớt thì chúng tôi thay hàng xịn luôn nhá các bạn nhá. Đây. Bao biển thôi. À bây giờ đóng cái phớt này vào. Đóng vừa đến miệng này thôi nhá. Đóng nhẹ nhẹ thôi. Mấy cái gì đóng nhẹ vừa đến miệng thôi. Không được đóng sâu vào trong đâu. Đóng đúng vừa đến miệng thôi. Bạn nào mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh, mời các bạn vào đăng ký kênh các bạn nha. Các bạn đừng quên nhấn vào chuông để các bạn nhận video sau tiếp theo. Rồi bằng thế được. Bây giờ kiểm tra hai vòng bi đấy đi. Không dơ đâu. Không dơ. Bây giờ bắt đầu mới cho cái live vào. Này. Dơ phải xem. Từ từ. Như vậy là cái phương pháp xử lý cái chiếc xe ga nó bị vỡ bi ấy, nó cũng đơn giản thôi như các bạn nhá. Đơn giản so với những người biết rồi thôi. Còn những bạn nào mà chưa biết mới vào nghề là không làm được đâu các bạn nhá. Đây là tôi đang hướng dẫn thợ mới của tôi làm đấy. Chứ còn thợ của tôi cũng chưa biết được cái phương pháp xử lý cái này đâu. Được rồi, bây giờ lắp cái nắp dần vào đi. Nắp bánh răng số vào đi. Đây là bánh răng số của xe tay ga các bạn nhá. Hộp số nó là số vô cấp. Nhiều bạn bảo là xe ga không có số, tôi bảo xe ga có số. Có hộp số chứ không phải là không có hộp số. Đấy các bạn nhìn nhá.
lắp cái bộ số của xe ga này nó cũng đơn giản thôi. Là bây giờ lấy cái rẻ sạch lau cái gioăng lên, lau thật sạch nhá, không được để một tí bẩn nào nó chơi vào đấy. Cái đấy rũ nó đi đấy. Đấy bây giờ lau cái những cái mặt tiếp xúc, đừng để đất nó dính vào, lau nhẹ nhàng thôi. Sau lấy cái kem đánh răng bôi vào cái mặt kia nhá. Mặt này mặt này mình chỉ được ốp vào thôi. Kem đánh răng là bôi vào cái mặt đấy, thấy chưa? Cái này rất là cẩn thận, không được để dính một tí đất nào vào đâu. Đấy, bây giờ lấy kem đánh răng xem còn tí nào. Nhắc lại với các bạn mới vào nghề hoặc là các bạn nào đang là thợ mới nhá, cái phớt ngoài cùng này á, là các bạn không nên đóng kịch vào trong này nhá. Còn lý do tại sao thì lúc nào tôi gặp cái trường hợp nó tương tự như thế này tôi sẽ chia sẻ sau các bạn nhé. Còn trường hợp hôm nay là yêu cầu các bạn là cái phớt này để đóng đúng bằng mép này thôi. Đấy, bôi một lớp mỏng như thế. Cái trường hợp như thế này các bạn bôi cái keo thái mà keo đắt tiền á cũng được, nhưng mà tôi lại không dùng cái keo đấy đấy mấy các bạn nhá. Bởi vì cái gioăng á, cái gioăng ở trên khu vực chỗ này nhá, chúng tôi mới tháo ra thì cái gioăng này rất là mịn, rất là ok. Chúng tôi không bôi keo thái vào, bôi keo thái vào tránh cái trường hợp lần sau đó đánh răng nó bị mẻ chẳng hạn. Thì các bạn tháo ra thì cái gioăng này chắc chắn sẽ bị rách luôn. Nhưng mà chúng tôi bôi bằng cái kem đánh răng nó lại không tan trong dầu nhớt, ok luôn các bạn nha. Lần sau các bạn tháo cái gioăng này các bạn vẫn để nguyên được, không cần phải động đến, nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian của các bạn và chi phí cho khách hàng nữa các bạn nha. Đấy, các bạn để ý là bây giờ chúng tôi bắt đầu lắp vào luôn đấy. Này đấy, nó im thế là được. Bây giờ sang bên kia là một tay giữ bên này, một tay xỏ ốc. Nhớ con ốc nào chưa? Có một con xấu nhất mà tháo ốc sau cùng. À, một tay giữ là lấy T12 ngắn xoáy đều. Đây T12 đây. Xoáy đều là ok. Thế nha các bạn nha. Cái trường hợp mà hôm nay nó vỡ cái bi trục này. Đây là chúng tôi thay vào đây rồi. Là nó bị chéo, không đi được nữa, không quay được bánh. Và cộng thêm là cái má phanh mà đây, cái má phanh nó bị chạch, cho nên là nó cào hỏng hết nhôm ở mai ơ nha các bạn nha. Bánh không quay được, đang đi dừng luôn. Rất là nguy hiểm các bạn nha. Qua đây cũng nhắc nhở anh em và các bạn là lên là kiểm tra bảo dưỡng định kỳ xe của các bạn nhé. Còn clip hôm nay chúng tôi quay xin phép là tạm dừng tại đây, bởi vì cái này nó cũng không khó lắm so với các bác thợ già thôi, nó rất là đơn giản. Nhưng mà hôm nay tôi vừa quay vừa chia sẻ cho các bạn, vừa quay vừa dạy thợ mới này, chia sẻ cho các bạn mới vào nghề, mới vào làm nha các bạn nha. Làm như thế nào cho nó hợp lý nhất các bạn nha. Clip của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau các bạn nha.